Khi mà các bạn trộn lòng đỏ trứng gà với lại mật ong vô, các bạn đổ lên cám với gạo á, thì nó sẽ bị bón cục như thế này nha các bạn. Các bạn chịu khó lấy cái muỗng, các bạn miết nó cho nó đều, sau đó phơi nắng. Hôm nay mình làm cám cho chim sâu thìa than cho lửa ăn nha các bạn ơi. Cám này là cám nền nha, mình gọi là cám nền tại vì cái này á, nó là gạo rang. Gạo rang sau đó mình xay nhuyễn ra nha, nó chỉ là gạo không thôi, gạo với lại đậu xanh, đậu phộng chứ mình nhầm, nó là đậu phộng nha. Đậu phộng mình rang chín lên mình xay nhuyễn ra, đậu phộng với lại gạo rang đây. Đây là cám nền, thì đậu phộng với lại gạo rang mình xay nhuyễn ra, mình trộn chung vô nó lên màu đẹp lắm. Nhớ các bạn nhớ là cái gạo các bạn rang nó vàng vàng lên một chút nha, nó vàng rang vàng lên thì mình làm màu nó mới đẹp. Đây là trứng gà, đây là năm cái lòng đỏ trứng gà nha các bạn. Mình không lấy lòng trắng tại vì lòng trắng chim nó ăn nó dễ bị đi thiêu chảy nha các bạn, cho nên mình làm là mình chỉ có lấy cái lòng đỏ không thôi, rồi sau đó mình trộn vô chung, đổ vào đây mình trộn vô chung. Cái cách mình làm cám nó rất là đơn giản nha các bạn ơi. Mình còn thiếu mật ong nữa các bạn, đợi mình chút xíu mình lấy mật ong. Như đây nó khoảng chừng là 200g nha các bạn ơi. 200g thì mình làm khoảng chừng là 5 trái trứng gà, một muỗng mật ong. Đây mật ong đây. 5 trái trứng gà, một muỗng mật ong, 100g gạo rang xay nhuyễn và đậu phộng nha các bạn. Cám cho chích chè than lửa chim sâu, nó rất là đơn giản nha các bạn. Giờ mình đổ mật ong vô đây mình trộn đều lên nữa, mình phơi khoảng chừng 1-2 nắng là được. Khi mà nó khô cái cám lại là cho chim ăn được nha các bạn. Chúc các bạn thành công, chim còn căng cứng. Con chim mình mới lấy được một ngày các bạn. Cám mình làm mới ăn được 2 ngày, tối hôm kia mình lấy về, hôm nay nữa là ngày 2 ngày. Con này nó là chim chuyền lỡ nha. Đây con chim mình thả. Mình cảm thấy nuôi chim sâu đồ giỏ nó cũng rất là đơn giản nha các bạn. Thứ nhất là các bạn cái cám nó ăn là một, cái thứ hai nữa là có chim mà thả, chim nó mau lên lắm. Thank you.
chim mình thả đi, nó cứ ban ngày nó đi chơi, chiều tối nó về. Đây cái lồng của nó đây. Chim khỏe mạnh đấu hót đàng hoàng nha các bạn. Mấy nay mưa nhiều quá nó bị thiếu nắng, chim nó hơi xù chút nha các bạn. Như hồi sáng mình giới thiệu á, mình làm cái cám cho chim chích chòe than lựa và chim sâu đầu đỏ. Thì bây giờ coi như là hôm nay mình phơi được một nắng thì tạm thời là cái cám nó khô rồi nè các bạn. Các bạn nhìn kỹ những cái hạt trắng trắng là những cái hạt gạo nha. Cám này mình làm ăn chim rất hiệu quả nha các bạn. Anh em nào mà có rảnh thì làm nó rất là đơn giản. Mẻ cám này chắc nó được khoảng chừng 300 gram. Các bạn chú ý nha, các bạn nhớ rang gạo cho nó kỹ nha, và đậu phộng phải rang cho nó kỹ thì các bạn phơi nắng nó rất là nhanh. Chỉ cần phơi một nắng thôi, ai kỹ thì phơi hai nắng, lót giấy báo lên là nó hút dầu ra, dầu từ đậu phộng các bạn. Các bạn để ý những cái hạt mà nó đỏ đỏ là đậu phộng nha các bạn. Rồi anh em nào mà có rảnh thì cứ thử làm đi, nếu mà cảm thấy ok thì vô comment cái bình luận ở bên dưới cái bình luận đó, cho mình biết.